Đi giữa trời khuya sau đêm lắm anh, tiếng hát ai vẫn bóng căm rừng. Phải chăng em cô gái bán bánh lộ? Đó là em là cô gái bán bánh lộ nè. Ngà có chiếc lo nghe hay như thế này này, đủ bát đủ chép. Tiếc có một cái là bị hư vang, và vang nó không có hay. Thì sao anh chị? Đơn giản thôi, sử dụng kem micro đa năng MTK này nha anh chị. Chỉ có bèo béo béo hả là xá hả hời hời cho miền lôi. Nhưng mà nâng cấp được nè, chế độ vang của micro khá là hay luôn. Và đảm bảo là chiếc micro này sẽ đem đến cho anh chị khá là nhiều đặc biệt. Trên thân micro thì đa số là anh chị thấy là sẽ có một khoảng trống trơn đúng không? Nhưng mà trên thân micro của MTK này á, thì anh chị có thể là set được tần số nè, mình tăng giảm được chép nè, đó, mình tăng giảm được bass nè, chia ra ba đường la khác nhau khá là hay ha anh chị, và có thể là tinh chỉnh được âm lượng của micro nằm thẳng trên micro nữa. Và tiếp theo là bên trong của micro là sẽ sử dụng cho mình là pin A ha anh chị, đó, mình sẽ sử dụng pin A. Pin này thì có nhà sản xuất nó được đi kèm cho mình luôn, đó, nhà sản xuất họ là tâm lý đi kèm cho anh chị đủ là đồ chống lăn nè, pin này nọ luôn, đó, pin là pin xịn đàng hoàng nhá, pin này là hát 3-4 tiếng là vô tư đi, nó gọi là vô tư đi, đó, đây là mình sẽ gắn pin vào ha, hướng dẫn cho mình là lắp pin luôn nha anh chị, đó, mình gắn vô nè, đó, rồi, mình bật nguồn lên giúp em nha, đây, đó, mình bật nguồn lên, đây, nó hiện ra màn hình LED như thế này, thì bắt đầu là anh chị cầm cái đầu thu này lên giùm em, cái đầu thu rất giáo ly này này, đó, và tiếp theo mình gắn pin vào cho nó, đó, đầu thu này là anh chị xài hết pin là mình cứ sạc vào thôi, không cần phải là chạy đi mua pin gì, rất là tiện ha. Đó, đầu thu này thì mình dễ dàng mình cắm được đa thiết bị, âm ly, loa kéo, loa dàn, tùy anh chị, đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vô nè, đó, giờ mình sẽ cắm vô cái con lo của mình ha, lo cái nó bị hư vang rồi, bây giờ mình phải cắm vô nè, để coi mình có hỗ trợ vang không đây nè, đó, liền. Tiếng mic khá là chắc anh chị, mặc dù chưa nói nhưng mà khá là chắc nè. Liền, 6, 1, 2, 3, 4. Cái vang này là cái vang nằm trên chiếc micro, và cái chép, cái bass cũng nằm thẳng trên chiếc micro. Khá là hay nha chị, chỉnh được sáng lắm. Đây, giờ sẽ giảm bass nè. Đó, giờ em giảm chép cho anh chị nghe tiếng chép nó kỳ lắm nè. Lê, 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 nghe giọng tàn tiếng bass nè. Ba, lê, 6. Đó, bây giờ mình chỉnh tiếng chép lên. Đó, chỉnh lên. Đây, chỉnh lên cho anh chị ha. Đây, đó, chỉnh lên cho mình nè. Đây, lê. Lê, 6, nghe cực kỳ hay luôn. Bộ micro MTK này hỗ trợ cho mình nếu nhà mình đó là lo không có vang nè, lo nghe nhạc, muốn hát karaoke. Tham khảo cho em bộ MTK này đi. Một cặp như thế này hả, giá bèo bèo bèo, bảo hành cho mình 12 tháng nè, và một đó một dòng 7 ngày nữa. Chất lượng như thế nào á thì là trên thang đến 10, chị chấm giúp em dưới phần comment nha chị.